À đúng rồi, hẻm 187 đường Cô Giang đây rồi. Xôi mít. Đây là địa chỉ bán xôi mít rất là ngon. Chào em, đây có phải là nhà của cô bán xôi không? Dạ đúng rồi, em là người bán xôi mít. À, xôi của em anh mua ăn nhiều lắm rồi á. Mà không biết cái bí quyết sao mà nó ngon như vậy. Em có thể tiết lộ cho anh biết vậy? Dạ, anh muốn biết bí quyết sao ngon anh? Đi theo em. Nhưng mà mình đi đâu em? Bây giờ mình sẽ đi lựa mít. Ồ, mít ngon quá. Chỗ em thường lấy hàng ngày để bán cho khách. Là một món xôi mít ngon á thì anh phải lựa muốn mít dày và đặc biệt hửi là nó thơm. Ừ, thơm lắm em. Nhưng mà ngoài cái mít Thái này ra thì mình có thể dùng mít nghệ được không? Để muốn làm món xôi ngon thì mình sẽ sử dụng mít Thái thôi. Tại vì mít Thái thì nó giòn, ăn kết hợp xôi dẻo thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó là cái bí quyết để làm nên món xôi ngon đó, của em. Hôm nay em lộ bí quyết rồi đó. Ngoài cái mít ngon này thì mình sẽ còn phải có nếp, dừa và mè nữa. Nhưng mà nguyên liệu đó thì em có sẵn ở nhà rồi. Mời anh vào nhà để hai anh em mình chuẩn bị làm món xôi. Giờ mình mua mít này thôi. Chị ơi lấy miếng mít này đi chị. Đây là những nguyên liệu em đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ em sẽ lột thêm vài muối nữa. Đây anh làm cho. Chắc kỳ này anh Hậu sẽ đổi nghề. Có người cạnh tranh với em rồi. Em mà chỉ bí quyết hết cho anh là em mất bí quyết á. Nếp em đã vo sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi nấu. Nhưng mà nếp này làm sao mình chọn được cái nếp mà nấu cho nó ngon? Để chọn nếp ngon thì anh nhìn hạt nếp dài. Sau đó anh ngâm khoảng 2 tiếng cho nếp mới nở ra. Anh nấu lên thì nó sẽ dẻo hơn. Cho một ít nước vô thôi. Sẽ bỏ thêm lá dứa nữa cho cái xôi nó thơm, nó dậy mùi lá dứa lên. Đây là nước sốt để làm nên cái xôi sữa dừa, là mình gồm có nước cốt dừa, sữa đặc, đường cát. Xong rồi mình đợi 30 phút xôi chín rồi mình sẽ đổ vô. Xôi chín rồi đó, em sẽ chan cái nước sốt vô. Rưới đều lên trên cái mặt cà sốt. Mình trộn lên. Đây là món xôi sữa dừa em đã hoàn thành xong. Thơm cái mùi của nước dừa với sữa. Chắc ngon lắm á. Giờ mình lấy muối mít, mình sẽ lấy hột ra. Rồi bây giờ xôi trắng mình vo viên xong rồi mình nhét vô muối mít. Đúng rồi. Anh làm được á. Dạ dạ. Anh nhét xôi vô đi để em cắt. Rồi. Rồi mình rắc dừa lên. Cho miếng dừa bào lên. Bây giờ mình sẽ cho mè rồi vô. Nước cốt dừa là mình phải làm nó đặc rồi ăn để nó hòa quyện vô cái muối mít. Mời em dùng thử. Nói thật với em á, sao mà ăn nó ngon hơn mà lúc trước mà anh mua về nhà ăn. Thì cái này chắc có công của anh làm mới chậm hay ăn à, chắc vậy á. Cảm ơn Thanh hôm nay đã cho anh thưởng thức một cái món xôi mít tại nơi sản xuất rất là ngon. Nhưng mà em làm cho anh hai hộp để anh đem về cho hai em xin phiên trường nữa. Đây anh, em đã chuẩn bị sẵn cho anh hai hộp xôi để đem em về. Chúc anh chị sẽ ngon miệng với món xôi mít.